Chào tất cả anh em, mình là Tào Bá Độ. Hôm nay mình quay clip nói về Z1000 em nhé. Thì Z1000 mình lên clip quá nhiều rồi. Rất nhiều anh em hỏi là tại sao Z1000 có nhiều mức giá đến như vậy, và nhìn nó gần như là giống nhau, không khác một cái gì. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho anh em hiểu. Thì đầu tiên là con Z1000 2015 bên tay trái của mình đây. Cái con này thì là đế 2015 ABS đó. Thì Z1000 từ 2014 trở lên thì con nào cũng có ABS cả em nhé. Thì 2015 này giá nó dao động bây giờ khoảng độ từ 230 đến gần 240 triệu, tùy chất lượng xe em nhé, và tùy xe có đồ nào, lốp lắp làm sao, chất lượng xe ra như nào thì nó sẽ ra giá thành em nhé. Thì nó có khoảng độ 230 đến 238 triệu. Thì vì sao nó lại rẻ như vậy so với con Z1000 2016 này? Tại vì thứ nhất là nó thấp hơn một đời em nhé. Một đời thì đôi khi có những cái dòng xe không quan trọng đâu, nhưng có những dòng xe là rất quan trọng. Tại vì con này chưa được nâng cấp như con 2016 em nhé. 2016 này thì ta nó nâng cấp nhẹ thôi, ví dụ như là côn số nhẹ nhàng hơn này, còn tất nhiên là động cơ tất cả nó y hệt nhau. Thì cái côn số của con Z1000 2015 này nó sẽ lặng hơn một chút. Đó, nó chỉ khác biệt mỗi như vậy thôi, không khác biệt quá nhiều. Và khác biệt về màu sơn nữa. Ví dụ con này 2016 thì máy nó tất cả là màu đen em nhé. Máy nó tất cả là màu đen xì đây. Còn con kia thì máy nó lại lốc, nó lại màu xám, màu bạc em nhé. Thì hai con 2016 này ấy, thì là giá dao động khoảng độ từ 260 đến khoảng 270 triệu, cũng tùy vào chất lượng xe đó, tùy vào tỉnh ở đâu nữa. Mỗi một đời thì lại chênh nhau khoảng độ 20 đến 30 triệu đồng. Ví dụ như con Z1000 2014 form dáng y hệt con này luôn. 2014 thì nó giống y hệt 2015, và đến giống đến tận bây giờ luôn là 2021 vẫn giống hệt nhau. Nhưng mà giá của 2014 bây giờ dao động chỉ khoảng độ 210 triệu thôi. Đó, lại rẻ hơn con này khoảng độ 20 đến 30 triệu đồng. Đó, Z1000 nó như thế, chênh nhau chỉ có 1 năm thôi, nó chênh nhau khoảng độ 20 đến 30 triệu luôn. Và đặc biệt hơn là cái con Z1000 đỏ candy trước mặt anh em đây. Con này là màu này, màu rất được nhiều anh em thích, màu đỏ candy. Con này nó không phải là bản edition, nhưng mà nó chỉ là màu candy mà thôi, nhưng mà rất nhiều anh em lại thích. Thì chính vì rất nhiều anh em thích và nhiều anh em ưa chuộng, thì giá thành con này lại cao hơn cái con Z1000 2016 màu bình thường này em nhé. Đó, thực ra nó không khác gì nhau về động cơ, máy móc hay là về bất cứ một cái gì, chỉ khác về màu sơn. Đó, thì cái con này thì rất nhiều nơi miền Bắc miền Nam thì bán giá dao động khoảng độ từ 270 đến gần 280 triệu. Tất nhiên có những con bán 260 mấy triệu, nói chung là tùy vào chất lượng xe em nhé. Thì nó sẽ nhô hơn con này một chút. Đó, thì nhô hơn tầm độ 5-7 triệu thôi, không nhiều. Nhô hơn vì cái màu sơn anh em ạ. Tại vì màu sơn con này nó đặc biệt, nó đẹp. Tất nhiên là có rất nhiều anh em cũng không thích cái màu đỏ candy này đâu. Đó, chỉ dành cho anh em nào thích màu đỏ candy thì sẵn sàng chi tiền hơn một chút để quất em nó về mà thôi. Đó, thì sau mình hiện tại là đang có 3 con Z1000 đây. Thì giá mình cũng báo luôn cho anh em rồi. Đó, cái con này thì đang rút hồ sơ cầm tay rồi em nhé. Anh em nào mua thì sẵn vào tên mà thôi. Còn con kia thì đang là biển Đà Nẵng. Con này thì tí nữa mình giao về Hà Tĩnh. Con này chốt rồi em nhé. Đó, anh em nghe thử tiếng bô không? Em đã lỗ anh tiếng bô thì rất nhiều anh em yêu cầu là mình quay nó về xe thì lỗ tiếng bô lên cho anh em nghe thử. Nè luôn đi, nè luôn đi. Ok em ơi, bên kia đang uống rượu, nẹt to quá xong đánh chết. Khổ, quán mình lại gần quán uống rượu anh em ạ, nên là đôi khi là phải hơi bén lén một chút. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.